Hello anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để anh em có thể là hack được vàng và kim cương em nhá. Đấy thì anh em thấy uy tín không? Đấy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em để mà anh em có thể là hack được em nhá, hack được rồi anh em có thể là câu cá mà mua tiền, mua các thứ, mua đồ vặt lung tung trong đây ấy. Đấy thì đây, ở đây anh em cho mình xem nhá. Mình cho anh em xem này, ở đây thì mình có 500 thôi với cả là 5 kim cương thôi. Đấy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em này. Thì bước đầu tiên nhá, anh em cần phải kiếm cho mình một cái gì đấy để ấy đã. Ủa cái gì đấy nhỉ? Bây giờ thì bước đầu tiên này, anh em chỉ cần anh em đợi mình một tí này. Nhận mấy cái này này. Khó quá nhỉ, mình phải đi kiếm một cái cần câu để anh em đi câu cá đấy anh em ạ. Bước đầu tiên là anh em phải đi câu cá đấy nhá. Câu cá này. Anh em chỗ câu cá ở chỗ này nhá, người câu cá này. Mua cần nhá. Cái gì đây, cần. Ôi thôi mua tạm anh em ạ, mua này. Đấy. Rồi bây giờ thì anh em ra đi câu cá anh em nhá. Ok nhá. Lần sau tôi quay lại mục bán cá. Bây giờ thì anh em ra chỗ mua cá cho mình này. Cho mình nhắm vào cái gì rồi anh em ạ? Để mình x cái này ra đã. Đấy xong em đi cho mình này. Vào đi câu cá thôi. Đấy anh ngồi kiếm một chỗ nào anh ngồi anh câu cá còn được nhá. Hello. Ui bye bye đấy chứ. Nhìn kiểu hối đê anh em này. Đấy xong em lấy cái cần cho mình này. Lấy cần câu ra cho mình. Đấy rồi anh em câu thôi. Cá đâu đến đâu. Cá đâu, cá đâu. Anh em cứ câu thế này, con cá càng lớn thì anh em càng được nhiều tiền em nhá. Ở đây thì mình sẽ đợi một con cá nào đấy đến nhá. Có cá không đây? À đây rồi, ui con này cũng nhìn khá là to này. Anh em đợi nó đã, ai à, nó đang me me anh em ạ. Anh em đợi mình một tí, mình câu con này cho anh xem. Mày cứ ăn mồi tao đi. Có gì tao phải bắt được mày. Nào, mày cứ ăn đi, mày cứ đớp đớp đi. Ôi chết rồi, trượt rồi anh em ạ. Thôi câu lại con khác nhá. Câu cái này cũng phải là khá kiên nhẫn đấy anh em ạ. Cũng phải khá kiên nhẫn mới được đấy. Đấy ở đây thì mình sẽ câu con cá xong mình sẽ hướng dẫn các bước còn lại cho anh em nhá. Ngắm gì, ăn đi, ngắm gì nữa. Rồi, rồi rồi mày chạy đâu thoát. Đấy thì mình con cá rồi thì bây giờ mình quay lại bên kia mình bán cá thôi anh em ạ. Bán cá xong mình sẽ hướng dẫn các bước còn lại cho anh em nhá. Chạy nhanh nào, mình chạy chậm đấy. Game này thì mình thấy cũng khá là hay. Game này như là game Play to Weather cái gì đấy anh em ạ. Mình đọc không biết có đúng hay không. Đấy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn bước tiếp theo này. Anh em nhấn vào chỗ bán cá giúp mình này. Bán cá. Xong em nhấn vào liên tục vào con cá nhá. Nhấn liên tục vào con cá tầm khoảng chục lần, 20 lần gì đấy. Đấy, để cho nó kiểu lỗi tiền đấy. Đấy. Rồi ok thì xong rồi thì anh em bán luôn cho mình nhá. Đấy. Thì bây giờ là anh em làm theo các bước tiếp theo cho mình này. Anh em đi ra đây một tí nhá, đi ra đây một tí thôi, xong anh em vòng lại giúp mình. Nhấn vào lại. Xem là có vàng với kim cương chưa nhá. Đấy thì ok đã có kim cương với vàng rồi nhá, với đá quý với vàng rồi thì chắc clip của mình cũng khá là dài, chắc mình cũng kết thúc clip thôi. Anh em thấy video mình hay thì nhớ là cho mình xin một lượt like này và một lượt đăng ký kênh em nhá. Còn bây giờ thì bye bye anh em.